mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Lang Thang Team. Mình tên là Linh. Hiện tại mình đang sống ở Nhật được hơn 1 năm rồi. Trước đây khi còn ở Việt Nam thì mình được tốt nghiệp trường đại học Mỏ Địa Chất. Và sau khi ra trường thì mình làm tại công ty thiết bị máy lọc nước được 6 tháng. Và không hiểu sao là mình bén duyên với Nhật qua một chị khóa trên mình. Chị giới thiệu mình đến với Hải Phòng. Và nhờ Hải Phòng mà hiện tại mình đã đến đây. Thì lần đầu tiên thì mình được quay video như thế này thì mình cảm giác là hơi bối rối một chút, có một chút gì đó hơi ngại ngùng và không được tự nhiên cho lắm ấy, thì mọi người thông cảm cho mình nhé và hãy ủng hộ kênh của bọn mình nhiều hơn. Thì Linh cho anh hỏi là cái quá trình mà trước khi sang Nhật của em đây á, thì nó như thế nào á, thì em có thể chia sẻ một tí cái quá trình học hành của em ở Việt Nam như thế nào, tại trung tâm như thế nào á, thì em có thể nói cho mọi người biết để những ai mà có quan tâm đến cái chương trình mà đi sang Nhật á thì có thể nghe và tìm hiểu thêm đấy. Thì đầu tiên thì khi mình đỗ đơn hàng ấy thì mình cảm thấy rất là vui và có một chút gì đó mà cảm giác như mình hơi rụt rè khi mà lo cho mình lo đến Nhật ấy. Nhưng mình đã từng nghe bài hát Atohito chịu, trong tiếng Việt là một chút nước thôi ạ. Thì bài hát đấy nó đem lại động lực cho mình. Và từ đó mình cảm giác như được cổ vũ tinh thần nhiều hơn, khuấy động cái phong trào trong Hải Phòng. Thì mới đầu ở Hải Phòng ấy, thì khi bắt đầu em nhập trung tâm thì em cảm thấy môi trường ở đây hơi khắc nghiệt một chút. Em cảm giác em chưa tham gia quân đội bao giờ nhưng em cảm giác nó giống như một phần gì đó giống quân đội. Thì mới đầu em chưa quen thì em hơi sợ sệt. Sau đó thì cảm giác là áp lực ấy, áp lực học tiếng Nhật, áp lực về các nội quy của trung tâm. Nhưng dần dần rồi thì em nghĩ rằng khi thông thoáng đầu óc ra ấy, thì em nghĩ cái áp lực đấy mới rèn cho mình được cái tính kỷ luật và rèn cho mình được cái con người sắt đá giống như cây xương rồng này này. Thì em nghĩ Hải Phòng thì là một môi trường rất là tốt. Mọi thầy cô và các bạn bè thì mọi người rất là nhiệt huyết. Nó giống như một, mình nghĩ là nó giống như một môi trường quân sự luôn ấy. Sáng thì 5 giờ dậy tập thể dục rồi chạy nhảy, chạy vòng quanh trường 3 vòng rồi bọn mình gần hít đất này. Đứng lên ngồi xuống chống đẩy. Thì em nghĩ rằng theo em, đối với em ấy, thì môi trường Hải Phòng khá là tốt. Thì mình cũng xin nói với các bạn luôn, thì đôi chút vào Hải Phòng thì Hải Phòng là cái công ty mà chuyên đưa các bạn thực tập sinh nè, du học sinh ở phai cử các kỹ sư rồi để sang Nhật nè. Đấy. Thì Hải Phòng thì nó có 3 chi nhánh nha mọi người. Thì vừa là ở Đà ở Bắc, Trung, Nam có hết nha mọi người. Miền Bắc là ở Hà Nội nè, ở Mê Linh Hà Nội nè. Miền Trung thì ở Đà Nẵng và miền Nam là ở Hồ Chí Minh, ngay chỗ đường Dân Chủ luôn nha mọi người. Trước anh học ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Thì lúc trước mình học trong thành phố Hồ Chí Minh. Em thì học ở miền Bắc. Đấy. Lúc đấy gần nhà hơn. Thì theo mình có tìm hiểu qua thì cái phí của trung tâm Hải Phòng đi thì theo Bộ Lao Động là 3.600 USD. Thì nó cũng khá là mềm nha mọi người. Dành cho các bạn mà đi sang Nhật á, thì bên công ty mình thì có những bạn mà đi bên công ty phái cử khác thì giá nó thể gọi là chắc hơn. Công ty này mình cũng thấy cũng khá là ổn. Cái giá cả khi mà đi từ Hải Phòng thì nó chỉ nói lên một phần thôi. Theo em suy nghĩ thì là nó cái quá trình giáo dục con người ở nơi đấy. Thì em nghĩ rằng là cái mà mình nhận được từ Hải Phòng ấy, đó là mình gan man. Mình gan man từ khi mình ở Việt Nam rồi. Có nghĩa là trong tiếng Việt là từ là nhẫn nhịn đúng không ạ? Và khi sang Nhật để làm việc ấy, thì em nghĩ rằng cái đấy mình đã sử dụng được nó.
Đấy, thì đây là anh em tụi mình có chia sẻ đôi chút về cái trung tâm mình, chứ không phải là BI về trung tâm, bởi vì mình cũng không là, bởi vì mình đã tụi mình đã từng học trung tâm đó, thì muốn chia sẻ cho những bạn bè nào quan tâm đến cái vấn đề mà đi Nhật á, thì có thể là tìm hiểu về cái trung tâm Hải Phòng đó nó như thế nào, thì đó là quyền của mọi người mà, mọi người có thể Đúng tìm hiểu rồi, trung tâm này trung tâm bởi vì kia. ở Việt Nam có nhiều trung tâm khác nhau, Đấy, thì thì mỗi một trung tâm thì có một mô hình đào tạo khác nhau. Thì mình đi từ Hải Phòng thì mình hiểu rõ hơn về trung tâm Hải Phòng, thì mình giới thiệu là cho các bạn biết về quá trình của mình như vậy. đấy đây là đôi chút của vấn đề của bạn Linh trước khi sang Nhật đây học ở trung tâm nào, thì sau đây thì mình cũng muốn hỏi bạn Linh về cái cuộc sống ở Nhật hiện tại thì của bạn như thế nào. Đối Đấy, với em thì hiện tại là em sống ở Nhật được một năm một năm hơn bốn 5 tháng, hơn năm ờ tháng một rồi, năm hơn năm tháng coi như là một năm rưỡi đi. Thì hiện tại thì đối với em thì cuộc sống khá là tốt, mọi người ở đây đối xử với nhau chan hòa, và cái may mắn của mình là có rất nhiều bạn thực tập sinh Việt Nam ở đây, thế cho nên là cuối tuần thì bọn mình rất là vui. Còn ban ngày thì chúng mình đi làm ấy, thì từ thứ hai đến thứ sáu thì công việc nó cũng khá là bận rộn rồi, ngoài thời gian đó thì mình còn nghỉ ngơi, mình học hành một chút nên là cũng không gặp nhau được nhiều. Nhưng cuối tuần thứ bảy chủ nhật được nghỉ này, hay là những ngày lịch đỏ, hoặc là một năm có 3 kỳ nghỉ lễ dài ấy, thì lúc đấy chúng mình tập trung lại rồi cùng nhau đi chơi, đi ngắm cảnh, hay là đi lên đến những nơi mà có danh lam thắng cảnh, cảnh khá là đẹp ở xung quanh đây. Tozama thì nói thật là cũng không có nhiều điểm chơi nhiều, nhưng mà mình nghĩ rằng là để cho mình vui hay không ấy thì phải thật từ mình làm cho mình vui, và cả những một nhóm bạn đồng hành cùng mình nữa, mình nghĩ là như thế. Thì nghe qua Linh kể thì có vẻ cuộc sống ở Nhật rất là thích nha. Thì cái không cái ấn tượng của mình đầu tiên khi đến Nhật ấy là cái không khí rất là trong lành. Và lúc đấy thì mình cũng đi máy bay tầm 6 tiếng mà, cho nên cũng khá là mệt rồi. Thì mình lên xe thì mình cũng ngủ luôn để mình về nghiệp đoàn. Thì khi nghiệp đoàn, cái mình rất là buồn cười là cái nhà dân ấy nó thấp, nên nó không cao như ở Việt Nam mình ấy, nó rất là thấp luôn. Thì mình từng hỏi các anh chị trong nhóm là ôi hình như là đây là nhà chim nhưng không phải nhà cho mình ở đâu. nhưng mà thật sự là người Nhật họ rất là gọn gàng, cho nên khi bước vào trong phòng cái thì mình thấy không gian nó rất là rộng, bởi vì đồ đạc không nhiều như ở Việt Nam mình ấy, đồ đạc mọi người thường gấp rất là gọn và họ để trong tủ tối dùng đến thì họ mới bỏ ra để sắp xếp lại cho không gian ngủ của họ, còn nếu không thì họ thường gấp gọn vào để cho không gian nó trở nên rộng hơn. Thì Linh đi theo thực tập sinh, thế nên là phải ở nghiệp đoàn 1 tháng nha. Dạ vâng. Còn những bạn đi đi theo diện kỹ sư của mọi người thì vừa thẳng trực tiếp công ty luôn. Đúng rồi. Đấy. Thì tiếp theo đó thì sau thời gian ở nghiệp đoàn 1 tháng thì mình về công ty. Thì khi mà mình về công ty thì mình không hiểu sao mà mình có duyên với một cô người Nhật, và cô bảo mình là giống con gái cô và từ đó cô cứ gọi mình là con ấy. Thì mình cảm giác rất là vui khi mà cái ấn tượng đầu tiên được người Nhật họ quan tâm như thế. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều mặt khó khăn. Thì bên cạnh lúc nào mà cuộc sống mà lúc nào cũng phải có Đúng khó rồi, khăn thì chứ cũng phải thì có mới mặt là nọ cuộc mặt sống kia mà phải không đúng anh? không? Thì đúng rồi. Thì Thì ở Nhật đây Linh gặp những khó khăn gì trong những ngày đầu tiên mà đến đất nước Nhật Bản này? đầu tiên em đến Nhật thì đầu tiên chắc chắn là ngôn ngữ anh. Ngôn ngữ rất là khó khăn. Lúc đấy mình chưa thể giao tiếp được tốt, mình nghe chưa tốt nữa. Và mình cảm giác là ôi mình học tiếng Nhật được 6 tháng rồi, nhưng mà mình sống ở và mình đang ở Nhật là mình cảm giác như kiểu mình nghe một cái phương ngữ khác ấy. Cảm giác nó hơi khó khăn, nên là vẫn đến là mình khó thể hòa đồng được với người Nhật ngay. Nhưng mà cũng may là nhờ có senpai, senpai chỉ bảo dạy dỗ mình Thì về tiếng công Nhật việc bên senpai Hải tức là Phòng. những người đi trước nha mọi người à, những người đã làm trước á. Anh chị đi trước chỉ dẫn cho mình thì giúp cho mình cũng có giống như là nói thế nào nhỉ, giống như là kiểu có người đằng sau ấy, người đằng sau để Hỗ thúc thúc trợ đúng thúc và hỗ trợ mình lên ấy. Thì lúc đấy thì mình cũng bớt vất vả hơn, và khi vào công việc thì thật sự là nó hơi khó khăn, bởi vì ở Việt Nam thì mình cũng chưa trải nghiệm được nhiều. Mình ra trường xong thì mình cũng chỉ làm 6 tháng văn phòng thôi, rồi mình vào học tiếng Nhật
rồi mình sang Nhật. Thì cái công việc khi ở Nhật này họ họ làm nhanh lắm, họ luôn chân luôn tay này, họ làm cùng với máy móc ấy, thì họ làm rất là nhanh. Và mình nhiều khi là mình chưa quen công việc thì mình cảm giác mình bị đuổi đuổi cái sản phẩm, đuổi sản phẩm đấy, thì mình rất là áp lực. Có những lúc mà mình đang làm mình khóc mà. Đấy, thì đó là ngày đầu tiên bạn, những ngày đầu tiên bạn lên đi làm mọi người cảm thấy áp lực, áp lực đến khóc một chút, nhưng mà đấy, thật sự là đang làm tự nhiên mình đứng mình khóc nhiều khi tối thân đúng không em? Thân đấy, senpai ra hỏi mình, những người đi trước ra hỏi mình là tại sao đấy. Và đã có lần mình nói với senpai là em không làm được, em không làm đâu, em không làm nữa đâu, em không thể làm được. Và mình đã từng có suy nghĩ trong đầu là mình dừng lại, mình dừng lại rồi đấy. Mình dừng lại, mình không làm nữa, mình sẽ về nước đấy. Đấy, thế nhưng mà vì động lực gì mà đã giúp bạn Linh, chúng ta bây giờ đang ngồi ở đây mà vẫn chia sẻ tiếp cho mọi người. Xin lỗi mọi người nhé. Động lực của mình thì thứ nhất là gia đình mình. Mình không muốn mọi người lo lắng nhiều cho mình. Thứ hai nữa là mình có một nhóm bạn ở bên này. Mọi người luôn đi theo sau, mọi người luôn động viên an ủi mình. Và đã có một bạn, một người em ít tuổi hơn mình nhưng mà sang đây làm trước mình 2 năm, thì em ấy đã từng nói là, mình nhớ là em nói mình là hôm nay là ngày 12 tháng 9, chị hãy để ngày 12 tháng 10 trong vòng 1 tháng xem chị có tiến bộ được lên không, và lúc đấy chị hãy quyết định dừng lại hay không. Và mình đã nghe em đấy, mình đã cố gắng, và sau 1 tháng thì mình đã tiến bộ lên rất là nhiều. Và từ đó thì mình cảm giác là mình bắt đầu có duyên với công việc này. Đấy, mọi người thấy không? Và một anh em, một chị senpai còn nói với em là em có thích công việc này không? Em phải thích thì em mới làm được, còn nếu không thích em không làm được đâu. Và mới đầu thì em không thích đâu, em ghét lắm. Em bảo là thôi em không làm nữa đâu, em không thể làm được. Không có lần Chô với Lida ra còn hỏi em là senpai, thất bại. Bạn ấy cảm thấy thất bại chứ. Vậy em đã suy nghĩ câu đấy. Và từ động lực của rất, từ sự như kiểu cổ động của mọi người ấy, rồi từ những câu nói từ cấp trên ấy, đã biến em trở nên mạnh mẽ hơn. Thì theo mình thấy là khi đến một đất nước mới nè, thì những khó khăn đó là về ngôn ngữ nè, công việc nè, về học cách thức làm việc mới nè, theo đuổi người ta học như thế nào để làm theo kịp tiến độ sản phẩm của người ta nè. Thì tất nhiên nó sẽ là rất là khó khăn. Bên này họ làm rất là nhanh và rất là tập trung. Không như mình từng suy nghĩ là đó là những công việc nó rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà thật sự phải cần độ tập trung rất là cao và cần độ nhanh nhạy trong công việc. Vậy thì bên Nhật này họ làm hoàn toàn máy móc nhiều mọi người ạ. Thế nên là phải học thuộc. Đấy. Rồi các chữ Hán mình cũng phải ghi về mình chép. Em còn nhớ là chị senpai hướng dẫn em đến đâu ấy, em memo vào sổ, vào giấy đấy. Xong rồi chị bảo nay về học nhá, hôm sau kiểm tra học thuộc. Thế là về học thuộc, hôm sau trả lời chị vanh vách luôn. Đấy. Nhưng mà khi bắt tay vào công việc nhá thì có nghĩa là nó sẽ khác với lại là vấn đề mình học thuộc luôn. Học thuộc thì là chỉ trong đầu lý thuyết thôi, nhưng bắt tay vào thực tế ấy, mình làm ấy, thì lúc đấy mình mới cảm giác là ui sao nó khó thế. Thì đúng. Nhưng mà bây giờ thì mình ok hết rồi, mình ổn định hết mọi thứ rồi. Từ đời sống lẫn công việc rồi đến ngôn ngữ và cũng như các mối quan hệ với mọi người. Thì đúng là công việc lúc đầu tiên nó sẽ khó, nhưng mà qua thời gian dần dần thì khi mà quen rồi á, khi mà con người ta đã quen rồi thì nó dần sẽ vào quỹ đạo hết cả thôi, ổn định hết cả bởi thôi. Bởi vì người Nhật ở đây họ cũng có một chút gì đó KBC. Khó tính đấy mọi người ạ. Lạnh lùng nữa chứ. Đấy. Lạnh lùng nữa xong rồi. Nhưng có những người thì họ rất là nhiệt tình. Khi mà mình nhờ thì họ cũng sẵn lòng họ giúp mình. Nhưng có những người mình hỏi thì họ cũng chỉ trả lời cho qua thôi. Bởi vì họ không thích làm phiền ấy. Chủ yếu là từ mình. Đấy, đúng từ rồi. Con người mình. Đúng rồi. Từ ý chí của mình. Khi đó thì mình sẽ thành công thôi. Rồi thì khi mà ở đây thì mà khi mà Linh mới đến đây á thì cái khẩu vị mà ăn uống của người Nhật đồ như thế nào, khi mà đi siêu thị rồi các kiểu mua đồ ăn đồ uống á, thì có gặp khó khăn gì hay không? Em mới đầu em đi siêu thị thì em chỉ nhìn giá thôi. Em nhìn giá xong rồi em quy ra tiền Việt ấy. Ui sao cái rau này đắt thế, ui sao cái sản phẩm này đắt thế, thôi không mua đâu, để tiết kiệm tiền cơ. Nhưng mà khi mà mình làm rồi ấy,
mình làm tháng lương có lương rồi đấy. Với lại mình bắt đầu hòa nhập với cái cuộc sống ở Nhật này rồi thì mình cảm thấy rằng từ đấy mình không nhìn quy giá tiền từ Việt sang Đúng rồi, Nhật đây là nữa. tâm tâm lý chung của mọi Tâm lý người chung vậy. của mọi người phải không? Đấy, tức mọi người mà cứ quy tiền ra mà tiền Việt hết thì nghĩ là chắc rằng mọi người chả dám ăn cái gì đâu mọi người ạ. Đúng Bởi vì cứ qua Nhật mà cứ sang quy tiền Việt hết rồi. thì mình thấy cái gì nó cũng đắt hết mọi người ạ. Với cái Đấy. thứ hai nữa là bụng em thì bị em bị đại tràng ấy, Ừ. cho nên em không thể ăn được đồ sống như sushi À. hoặc sashimi. Nhưng nhìn rất là ngon ấy, nhưng em cũng không ăn được. À. Nhưng đến bây giờ thì em đang tập dần. À. Thì em nghĩ rằng là sau 3 năm thì chắc là cái món ăn đặc trưng đấy cũng sẽ À. là nếu đâu mình thích, mình nghiện luôn thì sao? Ngồi ở tỉnh Toyama này mình thì nổi tiếng cái món Nổi tiếng sashimi mọi người ạ. sushi mực, Đấy thì đó là rất là những đồ ngon. sashimi là những đồ ăn tươi sống ấy mọi người ạ. Ừ, Thì rất là ngon. gần biển này thế nên đồ hải sản tươi sống rất là ngon. Còn gia vị của Nhật thì nó hơi mặn một chút. Hơi mặn Hơi à? mặn. À. Nó hơi mặn và nó không có vị ngọt thanh từ thịt hay xương như mình. Ừ. Em nghĩ rằng là nó chỉ là các loại gia vị từ tự nhiên thôi, để sơ chế ra thôi. Nhưng mà vì thế cho nên là những món ăn hàng ngày ấy, thì em thường đặt ở siêu thị Việt, À, mà gia em vị nghĩ Việt. chất lượng đồ ăn của hàng Nhật như thế nào? Đấy, em nghĩ như Đợi, à. nếu theo suy nghĩ của em đối với em ấy thì đồ ăn của Nhật và tất nhiên chắc chắn là đảm bảo rồi, Ừ. nó rất là đảm bảo luôn, cho nên là mình không phải lo về vấn đề đấy. À, không lo về an toàn vệ sinh thực phẩm đúng không? Nếu bạn Đấy. nào mà dễ ăn này hay là kiểu là ăn cái món gì cũng được ấy thì mọi người sang Nhật mọi người cũng sẽ dễ sống thôi, thoải mái mà. Còn mình có một sở trường là mình thích nấu ăn nữa, và mình hay mần mò những cái À. món mà đem cái ẩm thực của Việt cùng với lại của Nhật kết hợp với nhau. Nhân tiện đây thì chắc là sau clip này thì mình sẽ có những clip về Về món ăn món này ăn của bạn Linh nha mọi người thì ạ. mình thích bún, cho nên là mình suy nghĩ rất nhiều về món bún, các loại bún chan, Thì các bạn thực sinh hay là những người Việt mà sang đây làm mọi người ạ. bún Thì bởi vì ăn cái khẩu ăn của người Nhật á, nhiều khi không quen á, lại miệng không ăn không thích ăn á, thế nên là người ta hay tự nấu ăn ở nhà, tự mang gia vị từ Việt Nam hoặc là có những đúng shop ở rồi. Việt Nam mọi người ạ. Thì ở đây mình nghĩ là ở tỉnh nào người ta cũng có những cái siêu thị Việt á, hoặc là không, những cái Có shop cửa nhiều, hàng có người nhiều cửa Việt hàng Việt à, nhiều. để người ta ship đồ ăn Đúng gia vị rồi. của người Việt. Còn với bản thân của cameraman đây thì mình ăn cái gì cũng được. Nói chung là đồ ăn của Nhật thì mình rất là khoái. Thế Công nên nhận là anh Danh dễ ăn thật. cái gì mình cũng ăn cũng được, Đúng ăn ạ. ăn tuốt hết. Và em thích ở bên này là thịt vịt ở đây rất là ngon. Vịt à? Vịt ở đây rất là nạc luôn. Ừ. Và mình cứ bọn mình cuối tuần ấy thì rất hay tụ tập với nhau. À. Thì bọn mình hay nấu món như vịt giả cầy. Thì À. món đấy là món sở trường của mọi người, ai cũng À. thích ăn luôn. À. Khẩu vị À. ai cũng thích. Đây là cuộc Vui, sống của Linh có vẻ vui nha, vui cuộc ổn định. sống của em thì vui. À, nhưng mà có những lúc hơi thăng trầm buồn bã trong công Buồn việc đồ, chứ. nhớ gia đình rồi cái kiểu nha. Nhớ chứ, Đấy. còn những lúc như thế thì em lại thường ngồi một mình. Ừ. Đấy. Ngồi một mình rồi đôi khi là mình đọc sách, Đấy. hoặc là mình viết nhật ký. Mình viết Sống nhật xa ký nhà nhiều rồi mọi lắm. người à. Mình viết nhật ký nhiều lắm. Những lúc nào mà tâm trạng hay là những lúc nào mà mình cảm thấy khi mà mình chia sẻ với ai đó thì mình cảm giác là mình làm phiền họ ấy, thì mình sẽ sống một Mà bên Nhật đây mình nó sẽ yên để cho tĩnh. mình một không gian yên tĩnh để mình tự sống chậm lại với cuộc sống hiện tại. Thì những lúc như thế thì mình viết nhật ký, mình viết những dòng tâm sự của mình. Xong rồi sau đó thì những lúc nào vui vui hay những lúc nào mà cảm giác rảnh, mình lôi những dòng nhật ký của mình ra và mình nghĩ ui sao mình có thể viết được những cái dòng như thế này. Đấy. Ấy thì như mọi người đã thấy á, thì ở Việt Nam mình gần bố gần mẹ rồi gần gia đình anh chị em các kiểu, thế nên là làm về cũng có niềm vui Đúng rồi. anh em bạn bè rất là vui. Địa Còn bên đây mình thấy nhiều bạn ở đây á, làm về nhiều khi là như cỗ máy mọi người, sáng đi Đúng rồi. làm chiều về tối ngủ nghỉ rồi hết, nhiều khi cảm thấy rất là buồn luôn. Nhưng mà với bản thân chính bản thân mình đây thì mình lại chọn lối sống khác, kiểu như là mình thích đi đây đi đó rồi đi nói chuyện với mọi người, giao lưu mọi người mà cho nó vơi đi nỗi buồn phiền á. Đấy, bởi vì làm bên đây đã đi làm đã mệt rồi, Đúng làm về rồi. rồi còn ngồi một mình hay gì nữa thì rất là tủi thân luôn. Tại Đấy. vì là ở Nhật này thì họ có một cái, mình nghĩ là văn hóa của họ, có nghĩa là lúc nào cũng im lặng ấy.
người ta giữ Mình yên không, họ tĩnh không lắm. thích mình ứng xử sai đâu. Mình mà cứ ứng xử sai một chút thì là họ rất là khó chịu. Và nhiều khi là thật sự là khu chung cư mình này thì người Việt ở rất nhiều và cũng có một chút ồn ào ấy. Và mọi người Nhật họ cũng đã nói lên trên công ty. Nhưng mà đấy là tuổi trẻ mà. Sẽ có những lúc mà mình phải, người ta gọi là gì nhỉ? Ngược Sôi 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 động một chút đấy, hay là phải điên cuồng một chút đấy, thì mình không thể nào mà mình kìm chế được, thì lúc đấy thì mình cứ bộc phá thôi. đấy người Việt mình đó mọi người, thì như Nên là mọi công người đã ty hơi biết đau đầu chuyện đấy, đấy. thì mình cứ đi tới đâu là mình hay nói chuyện. Người Việt mình cứ vô là ngồi nói chuyện rồi cho nó vui á, nhưng mình thấy người Nhật á khi giải lao người ta ngồi, người ta cũng ít nói chuyện đâu mọi người ạ, mỗi người ngồi ăn Còn góc có thôi những đấy người họ chỉ ngồi một chỗ rồi họ hút một điếu thuốc lá. đấy, người ta ít nói Nhiều khi chuyện. chiều trưa họ không ăn trưa nha anh. Mình Đấy. mang obento đi nhá. Mình thì ít khi là mình ăn ở nhà ăn công ty, chủ yếu là mình nấu ăn để mình mang đi ăn trưa thôi. Thì mình ngồi mình ăn thì mình thấy họ nhiều khi họ chỉ là một lon nước ngọt nhỏ này, hay là họ họ hút một điếu thuốc lá. Vậy mà họ có thể có sức sức khỏe để mà họ làm tiếp tục công việc của họ, Đấy. thì mình cảm thấy mình không phục điều đấy. Họ thật là genki. Thì đối với mình thì thực tập sinh thì cũng có cái hay của thực tập sinh, và du học sinh thì cũng có cái hay của du học sinh. Nhưng khi mà mới sang Nhật thì mình nghĩ rằng là thực tập sinh sẽ bớt khó khăn hơn du học sinh, bởi vì du học sinh họ phải tự mình, tự mọi thứ, tự mình tìm công việc, tự mình học, tự mình tìm nhà ở, khi ốm đau thì cũng tự mình đến bệnh viện, và khi đó thì nó rất là khó khăn. Còn đối với thực tập sinh bọn mình thì bọn mình có hai nghiệp đoàn, thì một nghiệp đoàn Sakura làm về giấy tờ, và một nghiệp đoàn nữa là nghiệp đoàn UT thì làm về đời sống. Thì cái nghiệp đoàn UT này thì họ luôn luôn đồng hành cùng với mình trên 3 năm luôn. Thì những khó khăn của bọn mình thì mình nghĩ rằng là UT họ cũng hiểu, và những lúc mình ốm đau đấy thì mình sẽ có nghiệp đoàn UT lo và hỗ trợ cho bọn mình. Kể cả tiếng học tiếng Nhật nữa. Như kỳ thi tháng 12 sắp tới này này, thì bọn nếu như bọn mình muốn thi thì bọn mình phải đăng ký, thì mất hình như là khoảng 5,5 anh nhỉ. Năm xin rưỡi thì Nhưng khoảng mà một nếu triệu mốt tiền mà Việt. trước khi thi đó thì bọn mình thi thử ở bên nghiệp đoàn UT, nếu bọn mình đỗ thì cái 5,5 đấy mình được hoàn lại, giống như là quỹ hỗ trợ cho thực tập sinh ở bên này đấy. Bên cạnh đó thì may mắn của mình là mình được làm việc tại một công ty lớn, cho nên chế độ khá là phù hợp. Một năm thì mình được thưởng 2 lần, 6 tháng một lần. Số tiền thì không được nhiều lắm nhưng mà cũng là một nguồn động lực cho bọn mình. Thứ hai nữa là bọn mình lĩnh lương theo tháng, nên là ngày nghỉ, ngày lễ này, thứ bảy chủ nhật này, và những ngày lịch đỏ như hôm nay này, thì bọn mình được nghỉ và vẫn có lương. Bởi vì theo tháng thì mọi người biết thì chắc chắn là lương nó sẽ không cao rồi, chứ Đúng gọi là rồi, ổn định lương lương đủ bọn mình đủ thì sống không mọi người không ạ. cao, chỉ là đủ 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 tiêu thôi, đủ Để sống thôi. sống Nhưng mà vẫn bên cạnh đó gọi. thì sẽ đem lại cho mình là cái sức khỏe, nó sẽ được khỏe hơn, Thời thoải gian mái đó hơn, học thời hành gian rồi học các hành. bạn Bên những cái ngày nghỉ thế thì mình có thể học hành, nấu đủ ăn sống để dư ra được tí gửi và gia đình, thế là gọi là ổn coi rồi. như là đây là trải nghiệm 3 năm của mình ở Nhật Vừa trải thôi. nghiệm vừa học Để thêm được cái gì đó. mình học cách làm việc của người Nhật, mình học văn hóa của họ, mình học tiếng của họ, để về mình áp dụng vào những cái công ty tại Nhật. Thì khi đó mình nói chuyện với lại, mình về nhà Việt Nam ấy, mình làm công việc ở Nhật thì mình nói chuyện với lại các cấp trên người Nhật thì mình cảm giác là sẽ không bị khoảng cách nữa, và cách làm việc nó sẽ chuyên nghiệp hơn, bởi vì dù sao Nhật Bản cũng là một nền, là một đất nước công nghiệp, có nền kinh tế đứng thứ ba thế giới. Cái là suy nghĩ của mình như Đấy, thế. thì theo bạn Linh đây 9 phần là trải nghiệm mọi người ạ, còn 10 phần là kiếm tiền. Đấy, nhưng mà công ty này thì nhận lương theo tháng thì 10 phần kiếm tiền Lương chúng gọi mình không là, cao, lương chúng thì mình chỉ đấy, đủ thì tiêu đủ thôi. đủ tiêu và lại gửi về gia đình một tí là thế là vui rồi đấy. Đúng rồi. Thì bởi vì thì từ tập sinh mà mình thì mỗi công ty mỗi khác mà, mỗi bạn có thể những bạn làm ở công ty rồi xây dựng thì nó lương nó sẽ cao hơn nhưng mà Đúng đồng nghĩa rồi, với sẽ vất vả hơn vất vả hơn rất là đấy. nhiều đấy. Làm Bên cạnh đó full là một số công ty thì nghiệp đoàn họ chỉ có một nghiệp đoàn thôi, cho nên là nhiều vấn đề thì cũng không thể quan tâm được như mình. đúng rồi. Còn nghiệp đoàn của mình thì là còn công ty mình có cả một văn phòng nghiệp đoàn ở cùng cùng xưởng với mình luôn mà, thì có những cái khó khăn thì là công ty sẽ gọi trực tiếp họ xuống luôn, thì nó sẽ gần hơn và giải quyết vấn đề nhanh hơn.
Thì như mọi người ốm đau, thấy bọn mình thì có chị quản lý ở nhà gần đây nữa, thì những lúc ốm đau đấy thì gọi chị thì cũng tiện hơn là khi mình cần phải chờ đợi. đấy, thì như mọi người thấy chia sẻ trên mạng, các bạn chia sẻ trên mạng thì ở cuộc sống ở Nhật á, thì những bạn đi xây dựng thì mình thấy rất là vất vả luôn mọi người, chân lắm tay bùn mà, hoặc những bạn Đặc làm biệt nông là nghiệp những nè, bạn làm nông nghiệp và làm xây dựng anh nhỉ, hoặc thì là rất thực là phẩm vất này, vả. mọi người tăng ca rất, một ngày 4-5 tiếng tăng ca full luôn mọi người ạ. Còn như mọi người mình đây thì mình làm cứ hết giờ hành chính là mình Bây giờ về hành rồi chính là mình về đấy, thôi. thế nên bởi vì thế lương không cao nhưng mà bù lại thì sức khỏe có, nói chung là ổn định, là thời Như chị gian muốn có đấy. Thì Edo còn đi đôi với đó là cũng có những tháng mình tăng ca, tăng ca cũng là tăng nhiều. ca cũng nhiều thì cũng làm, mà Cũng đi làm khá. là phải đi làm mà phải mệt rồi Đúng đấy, rồi. chỉ là có thể là khỏe hơn những bạn xây dựng hay là thực phẩm phải tăng ca suốt, nhưng mà để đi làm bên này đi làm là phải mệt rồi mọi người ạ, Đúng rồi, không đi cách làm là nào mệt. đấy. Nhưng hôm tăng ca 2-3 tiếng thì cũng khá là mệt đấy. Ví dụ Và những như lúc đấy đi làm về thì chỉ có là tắm rửa, nằm ăn ăn uống xong rồi ngủ thôi. Ngủ tới hôm sau thì lại đi làm, nó cũng người như một ta cỗ làm máy đầu ấy. óc sẽ có mệt theo kiểu đầu óc, mà làm chân tay thì sẽ mệt Mệt theo theo chân chân tay tay. đấy. Thì những bạn đi bên đây mình thấy là cũng là cũng bằng đại học ra hết, Đúng. nhưng mà theo bạn Linh, tại sao bạn có bằng đại học rồi đã đi làm ở ngoài rồi, tại sao Anh vẫn hỏi kiểu khó như vẫn thế. đi sang Nhật như thế này? Vì chứ bởi vì mình thấy ở nhà mình nhiều người ở quê sớm á, không biết cái Đúng. tại sao cứ lại bảo học cho lắm vào rồi đi làm này làm kia Thì em rồi, cũng ủng hộ suy nghĩ đấy. mà tại sao vẫn cứ đi sang Nhật rồi đi theo kiểu người người không biết cứ đi theo hình thức xuất khẩu lao động các kiểu, kiểu tốn công bố mẹ cho tiền học Nhưng em thì nghĩ rằng là học ấy, em theo em suy nghĩ của em là học là học cả đời. đấy. Học đến thứ nhất để rèn luyện con người mình, để hoàn thiện mình và để giúp cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên những suy nghĩ đấy thì em luôn để ngoài tai. Theo em thì ở đại ở Việt Nam thì em học trường đại học Mỏ Địa chất khoa môi trường, thì em tốt nghiệp em là kỹ sư môi trường. Đấy. Thì cũng đây là một Thì kỹ sư mọi cũng là người một ạ. kỹ sư, mình là Đấy. tân kỹ sư. Ngày xưa mình mới ra trường, thầy giáo trưởng khoa mình luôn nói là chào các cô tân kỹ sư. Đấy. Đấy. thì đấy, mình là một kỹ sư môi trường, nhưng mà mình xác định sang Nhật làm việc. Bởi vì lúc đấy vào năm 2 tháng 6 2018 là mình tốt nghiệp. Mình làm đến tháng 12 2018, thì trong 6 tháng mình làm việc tại Nhật ấy, mình làm việc tại công ty ấy, công ty của tại Việt Nam ấy, thì mình cảm giác là khá là áp lực. Thứ hai là mình không thể phát triển được bản thân mình, nó cứ trì trệ đấy anh. Lương thì được 8 triệu một tháng, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng phải phải cạnh tranh về cái doanh số doanh thu. Cho nên là mình cảm giác là mình không phù hợp với công việc này nữa. Ấy là công việc bên ngoài lề của em thôi, còn lúc đấy em còn khá là trẻ con anh ạ. Thì em cứ nghĩ trong đầu là khi mà mình ra trường ấy thì mình chờ người nhà xin việc, kiểu với kiểu há miệng chờ sung ấy anh. Đấy. Khi em chờ được 6 tháng nhưng mà cái vấn đề đấy nó vẫn chưa được giải quyết, và em nghĩ rằng tiếng Anh của mình chưa tốt, mà bây giờ mình tự đi ra ngoài xin việc thì chắc gì mình đã xin được một công việc tốt. Mà trong khi giả sử khi mình xin được việc rồi thì cái phản cái kinh nghiệm của mình 1-2 năm nữa liệu mình có thể tiến thủ được không, em suy nghĩ như thế. Và em nghĩ rằng hay là mình đi Nhật, mình thử học tiếng Nhật xem. Rồi, thoát khỏi cái vùng an toàn của bản thân đúng Đấy không? đúng, thoát Đúng khỏi rồi. vùng an toàn, có nghĩa là lúc đấy là mình chọn một con đường khác luôn rồi đấy. Thì Con đường này thì sẽ bị nhiều người ạ, nhiều coi như gian là truân, và sẽ... gia đình em thì cấm cản hết, Đúng không rồi. ai thích, Bởi không vì ai thích bảo cả. chắc Bởi theo anh vì nghĩ là chắc bố mẹ em bảo là học muốn học cho đã, làm kỹ sư đã, rồi lại đi qua Nhật lại kiểu như theo cái diện mà gọi là thực tập sinh kỹ năng, cái hình thức của xuất khẩu lao động này, thế đúng là cũng đúng không vui, cũng không đúng ủng hộ đúng cũng không ủng hộ, nhưng không? mà con gái cá tính mà. Đấy. Thế cho nên là mọi người thì cũng cũng phải chịu thôi. Thì khi đó thì mình thời gian mà mình quyết định sang Nhật đấy nó ngắn lắm, chỉ trong vòng 1 tuần thôi. Khi mình nói chuyện với chị khóa trên xong rồi thì trong vòng 1 tuần là mình bắt đầu là mình đăng ký đơn hàng để thi thi để sang Nhật. Thì trong cái giai đoạn đấy đấy mình hơi mông lung một chút,
vì mình có lo, trong đấy có sự lo sợ. Và thứ hai là không biết là quyết định của mình có đúng đắn không. Nhưng đối với mình hiện tại bây giờ thì mình nghĩ là quyết định của mình là đúng đắn. Đấy, theo lời tâm sự của một bạn kỹ sư. Bởi vì em, bởi vì em mới đầu em có nghĩ là tại sao mình không đi du học, hay là mình không hay là mình, em lúc đấy thật sự em không biết là hệ kỹ sư là có. Em chỉ biết là du học và thực tập sinh thôi. Nhưng anh nghĩ mà xem nhé, bây giờ mình mà đi du học, mình sẽ phải mất của bố mẹ một khoản tiền nữa, phải không ạ? Một khoản tiền đấy khá là lớn mà mình chưa biết là sang đấy mình có thể trụ được không, bởi vì lúc đấy thì vẫn còn dại lắm. Thế xong rồi em nghĩ rằng là sợ mình học 5 năm của bố mẹ tốn khá là nhiều tiền rồi, thì bây giờ mình phải tự làm cái gì đó đi. Thế là em nghĩ rằng là đi xuất khẩu, đi thực tập sinh ấy, xuất khẩu lao động ấy, thì sẽ là vừa học vừa làm, mình có thể kiếm được tiền, và mình cố gắng khó khăn vất vả một chút, học thêm một chút tiếng Nhật nữa, rồi sau 3 năm mình về nước mình vẫn có thể sử dụng cái bằng của mình mà. Đúng rồi, bởi vì bằng mình chính quy thì mình có thể sử dụng được mãi mãi mà. Một phần là mình quan có, trọng có là phần cái 4. Con người mình ấy, cái con người mình có hoàn thiện được mình không, mình có thêm kỹ năng được không, và tiếng Nhật của mình có tốt thật sự không, cái đấy là quan trọng nhất. Còn chậm một chút không sao cả, chậm mà chắc. Bởi vì mình còn trẻ mà. Đúng rồi, mình còn trẻ mà, tuổi trẻ thì phải nên xông pha thôi. Ok, và sau đây mình cho tất cả mọi người xem cái không gian sống của bọn mình, cũng như là tất cả các cái căn hộ của các bạn thực tập sinh ở đây nhé. Đấy. Yeah. Đấy, đây là xung quanh của mọi người, của mình, khu mình ở nha mọi người. Đấy, đây là tòa nhà, phía bên đây là tòa nhà. Ở đây nó hai tòa nhà như thế này nha mọi người. Đây là tòa nhà Nam. Đây tòa nhà đối diện của bên mình đây. Thì nói là nam nam thế thôi chứ nam nữ rồi ở cũng bởi phòng riêng biệt mà mọi người ạ. Thì ở đây có người Nhật sống chung với mọi người ạ. Đây nó chia ra từng phòng, phòng theo kiểu này nè, kiểu như ở mình chung cư của mình vậy mọi người. Đấy. Khu mình ở đồng quê thế nên là nhà cửa này nó cũng hơi thưa thớt mọi người ạ. Nhưng không khí ở đây rất là đẹp. Xung quanh là đồi núi. Vâng, về sau đây thì mình cho mọi người xem cái phòng của tụi mình ở nha mọi người. Đây, đây là phòng của bạn Linh. Đây là phòng của mình. Đấy, đây là phòng của mình. Đây là tầng 3 nha mọi người. Xin mời. Mọi người vào phòng thì như thế nào nhé. Đây. Thì đây đầu tiên thì là phòng bếp. Phòng bếp đây. Bước vào là phòng bếp nha mọi người. Phòng bếp ở đây thì có trang bị máy nước nóng lạnh đầy đủ các kiểu đầy đủ luôn. Bởi vì mùa đông bên đây lạnh lắm mọi người, tuyết rơi á, thế nên phải có nước máy nóng lạnh. Đây. Đây là phòng khách của mình. Đây phòng khách. Phòng khách nè. Gấu và bao gấu luôn. Tủ lạnh này nè. Mình phòng khách thì bên cạnh cái tờ phòng ăn luôn. À, phòng bên khách thì vẫn nên. Mình mua khá là nhiều rau để làm kim chi. Phòng nữ có khác mọi người ạ, phòng nữ gọn lắm. Chứ qua phòng nam bên tụi mình thì thôi. Là khu ổ chuột mọi người ạ. Đây. Đây là đây. Em đi vào đây. Đây là phòng ngủ của mình đấy. Đây phòng ngủ mọi người ạ. Đây phòng bên đây là hai người ở nha phòng mọi người. Phòng hai người ở. Đây là phòng ngủ của mình. Đấy. Bên cạnh đó thì có cả nhà tắm nè. Trong phòng ngủ thì nhà có tắm bên tắm đây luôn. Nhà tắm ở bên đây mọi người ạ. Đây nhà tắm nhà mình đây thì nó khá là nhỏ thôi. Nhà tắm còn có cả bồn tắm nữa cơ. Phòng mini thì nó khá là nhỏ thôi, cũng không rộng lắm. Nhưng mà hai người thì ở như thế này là thoải mái rồi. Dạ vâng. Đấy. Thì phòng ở đây là kệ sách của mình. Thì những lúc mà buồn hay là những lúc mà mình bảo mình muốn là sống một kiểu là mình lặng đi một thời gian ấy, thì là những cái này, những quyển sách này là bạn của mình. Này. Đây là tủ sách của Linh nha mọi người. Đây là tủ sách và tủ túi. Túi mình mỗi lần đi chơi thì mình sử dụng nó. Đấy. Và mình vì là không gian khá là bé á, cho nên là mình tận dụng cái không gian này thì mình có tận dụng một cái tủ, một góc tủ nhỏ. Đấy. Để làm bàn học cho mình. Thì đây là bàn học của mình. Tuy phòng nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi mọi người ạ. Không gian nào ra thì lúc nào mình cũng nói là một chút nữa thôi, ở trong bài Atohito chữ ấy. Thì là cái mình cảm giác khá ấn tượng bài hát đấy. Thì là mình cảm thấy là cái câu này nó
làm cho Để mình cần phải chú ý. học đi nhé mọi người, Học đi nhé. mấy bạn trẻ nhìn vào Một học đi chút nữa nhé. thôi. Đây đây là góc không gian học tập của Linh mọi người ạ. Thì bên đây ngồi hiên. Đây. Đọc Linh mở ngồi hiên cho mọi người xem. Đây là cái lan can hơi phù đây. hộ một chút bởi vì mình đang phơi chăn đồ của mình. Đây. Thì Có máy giặt mọi người ạ. Mình có thể phóng xa ra tầm mắt thì mình có thể nhìn thấy ở công ty mình ở đằng kia kìa. Công ty mình đây xem. Anh phóng xa ra cho mọi người xem. Chiều như thế này thì chiều bởi vì nó đông hơi, quá. Đây Không là này. đây là xung quanh là nhà dân này. Xung quanh nhà dân mọi người. Sau cũng có nhà dân đây. Ở xa xa kia thì đến mùa Sakura, mùa hoa anh đào thì mình có thể ra làm đấy để mình ngắm cảnh. Thì những lúc đi bách hộ mình có thể đi ra đó. Ở khu mình đây thì Sakura nhiều lắm mọi người ạ. Rất là nhiều và hồng. Hồng cũng rất là nhiều luôn. Rồi. Video đến đây thì cũng khá là dài rồi. Thì mình xin phép mọi người là dừng tại đây. Mọi người hãy like, share và ủng hộ kênh Lang Thang Tim của mình nhé. Và đặc biệt là những bạn khi mà đang sống tại Nhật rồi ấy, thì mọi người hãy chia sẻ cái cảm nhận và cũng như là cái cuộc sống của mọi người khi mà sống tại Nhật. Và hãy comment xuống dưới để cho chúng mình có thể cùng nhau chia sẻ và cũng như là biết được thêm nhiều điều thú vị tại Nhật nhé. Rồi các bạn trẻ nào có quan tâm đến cái quá trình đi Nhật này, cái công ty mày để sang Nhật á, thì như công ty tụi mình đi là công ty Hải Phong, thì bạn nào muốn tìm hiểu về công ty Hải Phong thì có thể lên Google search công ty Hải Phong, rồi search cái quá trình đi như thế nào đấy. Thì ở link ở phía dưới comment thì mình có thể sẽ để cái các thông tin liên hệ của các anh chị bên công ty mình, thì bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ với các anh chị mà lúc trước trung tâm mình đã đi nhé. Đấy. Rồi, xin chào tất cả mọi xin người. Xin chào mọi người, hãy ủng hộ kênh của mình nhé. Yeah.